Bấm máy tính, căn bậc 2 của số phút. Trước khi làm thì em chuyển máy tính sang chế độ mode 2 cho chị. Và sau đó đi bấm thử một ví dụ là tìm căn bậc 2 của số phức -7 -24y. Thì em bấm vào nó sẽ bấm như sau. Em bấm là căn như bình thường đó. Căn này của này trị tuyệt đối thì là shift ABS. Em bấm cái số phức đấy rồi. -7 -24y. Coi như là hết phần đầu, chúng ta bấm Shift NG để ngăn cách giữa hai phần để bấm phần tiếp theo. Em chọn option 1 argument á. Đọc là argument, bấm cái số phức đó vô. Sau đó thì đóng ngoặc lại và bấm chia 2. Sau đó bấm bằng. Thì cái kết quả mà nó ra em chỉ cần thêm dấu cộng trừ ở đằng trước. Thế là em đã biết được cách